Xin chào bạn, để chia một cái để chia sẻ một cái file thì bạn có thể chia sẻ bằng Gmail hay là chia sẻ qua Facebook gì đó. Thì bạn chia sẻ về hai cái đó, ngồi đây những còn những cách khác nữa. Thì hôm nay mình chỉ chia sẻ một cách mà chia sẻ đường link của driver cho tất cả mọi người. Có nghĩa là bất cứ ai cái đường link này đều có thể nhận cái file này. Thì cái cách này thì hữu hiệu đối với những ai, đối với những người mà ví dụ như lớp trưởng cần chi phí file cho tất cả mọi người trong lớp, thì các bạn có thể là sử dụng cái cách này để chia sẻ file cho mọi người trong lớp được. Thì bất cứ người nào trong lớp có cái đường link này đều có thể vô và tải cái file này về được, mặc dù cái file này ở trong driver trong Gmail của bạn. Thì cách của mình bữa nay mình demo như sau. Thì ví dụ đầu tiên thì mình sẽ có một cái đường link mà mình đã tạo về trước. Thì cái đường link này được chia sẻ cho những người có đường link này. Thì mình đang có đường link đó, thì mình sẽ demo cho bạn như sau. Sau mình bắt buộc mình phải copy cái đường link đó về, giờ mình sẽ dán đường link trên trang duyệt. Rồi bấm enter. Sau khi dán đường link trên trình duyệt, dán đường link trên trình duyệt thì trình duyệt nó sẽ dẫn bạn tới một trang driver của cái người bạn đó. Thì cho đến cái trang driver này nó sẽ có nút tải xuống, các bạn tải xuống về máy tính để các bạn sử dụng và làm việc. Thì cái cách này thì có nhiều hiệu ích như sau. Thì các bạn có thể là chia sẻ cho nhiều người, miễn ai có cái link này thì đều có thể vô được và tải xuống được vừa làm việc về thao tác thuận tiện hơn. Thì cách thứ hai nữa, các bạn có thể là không cần mật khẩu, không cần mật khẩu cho cái đường link này. Còn các thuận lợi thứ ba nữa là cái những cái file mà dung lượng lớn, ví dụ là 3GB hay là 2GB, 4GB gì đó, thì các bạn có thể và tải lên driver và các bạn có thể chia sẻ về đường link này để cho cái người bạn bên kia có thể nhận được cái đường link này về tải xuống và làm việc được. Thì như vậy xong rồi thì các bạn đã thấy trên cái thanh này thì nó sẽ có hiện một cái nút tải xuống cho bạn. Rồi các bạn khi ấn cái nút này về, tự động máy tính sẽ tải về cho bạn cái file mà các bạn cần. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cái cách cài đặt trên Gmail bạn như sau. Ví dụ tôi muốn tải Bandicam V2.0.2.65 này, thì các bạn phải nút vào nút chuột phải và ở trên hàng số B thì bạn bấm vào nút chia sẻ. Ở phần hộp thoại đưa ra thì các bạn chú ý là đưa này. Thì hộp thoại đưa ra như thế này, thì ở cái mục mà phần nâng cao như thế này thì bạn tích vào cái mục phần nâng cao. Thì mặc định thì gồm Google nó sẽ hiện ra là cái phần người có quyền truy cập. Ở phần này thì nó sẽ hiện là riêng tư, chỉ bạn có thể truy cập được. Thì bạn sẽ thay đổi cái phần này đi và bật ở chế độ là bất cứ ai có liên kết đều có thể truy cập được. Có nghĩa là bất kỳ ai có liên kết đều có thể truy cập, không yêu cầu đăng nhập. Có nghĩa là không yêu cầu đăng nhập cái mật khẩu trong Google của bạn đó, mà bạn có thể tải xuống cái file này xuống từ cái file driver trên cái người bạn đó được. Rồi bạn nhắc vào cái phần số 2 đó. Rồi bạn lưu. Rồi mục đích kế tiếp, bước tiếp theo là các bạn cần là bạn phải copy cái đường link này và các bạn gửi cho cái người bạn đó. Thì mọi sự đã xong. Thì các bạn nên copy cái phần này trước rồi nhấn để xong thì tất cả cái cài đặt các bạn thì mới xong được. Rồi bấm để xong. Thì như vậy là bạn đã cài đặt thành công cách chia sẻ link bằng
chia sẻ file bằng link trên Google. Thì đỡ cái demo khách này của tôi có thành công hay không thì tôi sẽ vô copy đường link về dán trên cái bài dịp ẩn danh đỡ xem thử có thành công không. Thì tôi sẽ sắm potential rồi rồi tôi sẽ vô trên dự ẩn danh rồi còn trên về rồi xem coi thử cái file này có hiện tới cho cái file mà Bandicam V202 hay không. Thì sau khi đã hiện cái file này lên thì bạn mặc định bạn có thể tải nó xuống và có thể vừa xem vừa cài đặt bất cứ cái file này, vừa file Word, Excel, PowerPoint hay là file chương trình gì đó, bạn đều có thể tải xuống trên file này. Rồi ở trên thanh ở trên cái thanh này thì các nút tải xuống thì bạn có thể tải xuống vừa máy bạn có thể xem. Rồi nếu các bạn thấy video này hữu ích thì các bạn phải like và share với bạn và các bạn nên đăng ký để xem những video hữu ích của mình về sau về có những video hay hơn. Chúc rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi.